Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chia ghế sau Đại hội 13, thay đổi và thách thức với bộ máy quyền lực mới ở Việt Nam. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc, định hình một bộ máy quyền lực chính trị lãnh đạo cao nhất bởi các thiết chế quyền lực như Quốc hội, Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hay Chủ tịch nước đều do Bộ Chính trị bàn bạc và quyết định. Người dân Việt Nam mặc dù được cầm trên tay lá phiếu bầu cử nhưng hầu như không có cơ hội được tham gia các quá trình phân bổ quyền lực trong thực tế. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa chính sách Công Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bài bình luận về cơ chế quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hình sau đại hội lần thứ 13. Ông chia sẻ như sau. Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam mới, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, được quyết định tại đại hội 13 trên cơ sở phương án nhân sự đề xuất bởi sự đồng thuận tập thể Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Thứ nhất là bộ máy quyền lực mới sẽ quản lý và điều hành chính sách phát triển ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn dân, bởi vậy nó thu hút sự quan tâm của các nhà quan sát chính trị. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên đoàn đại chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu trong phiên họp chủ bị vào ngày 25 tháng 1 vừa qua. Vai trò của tứ trụ. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội có vai trò quyết định trong cơ chế quyền lực tập trung. Việc lộ diện những cá nhân cụ thể phản ánh sự thay đổi tương quan trong chuyển giao quyền lực giữa hai nhiệm kỳ tiếp theo, nguyên tắc tập thể, lãnh đạo và vai trò của ông Tổng Bí thư. Bài viết phân tích cơ cấu và đặc điểm của bộ máy quyền lực mới và sự thay đổi tứ trụ tập trung vào hai vị trí là Tổng Bí thư và Tân Thủ tướng, nhằm chỉ ra triển vọng và những thách thức trong bối cảnh khủng hoảng bởi đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức nghiêm trọng và lan rộng trong cả nước và trên thế giới. Bộ máy quyền lực mới là những gì? Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng bao gồm 200 ủy viên trung ương với 180 chính thức và 20 dự khuyết. Phân tích sự sắp xếp và vị trí quyền lực có thể của từng ủy viên trung ương cho thấy những đặc điểm chủ yếu sau đây. Một là tỷ lệ lãnh đạo chung chuyên trách Đảng, quân đội, công an chiếm ưu thế trong Ban chấp hành Trung ương nói chung, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nói riêng. Thứ hai là tỷ lệ lãnh đạo kỹ trị cần thiết với kinh tế thị trường thay đổi mạnh mẽ về ekip đứng đầu, gồm Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ và giảm đi về số lượng trong Bộ Chính trị và so với các nhiệm kỳ trước đây. Những động thái luân chuyển cán bộ có khuynh hướng kỹ trị sang giữ các chức vụ chuyên trách Đảng vẫn đang tiếp tục, kiểu như Bộ trưởng Bộ Công Thương mới nhận quyết định phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ba là 10 trường hợp đặc biệt đã phá vỡ giới hạn về độ tuổi và nhiệm kỳ quy định trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chức vụ Tổng Bí thư cũng phản ánh sự tương quan đối trọng trong quyền lực giữa tập thể lãnh đạo và vai trò của ông Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Kết quả này phản ánh quá trình sàng lọc cán bộ theo chủ trương chỉnh đốn Đảng, trong đó nổi bật dấu ấn cao trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiệm kỳ của khóa 12. Mặc dù lần này ông tiếp tục thêm một khóa nữa và làm sai hoàn toàn so với điều lệ Đảng, nhưng các đảng viên, ủy viên trung ương vẫn chấp nhận. Quá trình này được thúc đẩy bởi chiến dịch chống tham nhũng không có vùng cấm để tập trung quyền lực Đảng và được tăng tốc vào năm 2018 khi triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, thành và tương đương, từ đó xác định số lượng các cơ cấu đại biểu tham dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong mỗi đại hội cấp trực thuộc trung ương đều có sự chỉ đạo của ít nhất một ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Tuy nhiên, sự chuyển giao quyền lực, trong đó có tứ trụ, tiếp tục được căng thẳng cho đến phút chót. Phương án nhân sự cao cấp và các trường hợp đặc biệt, trong đó có vị trí Tổng Bí thư, chỉ được đồng thuận tại hội nghị trung ương lần thứ 15 khóa 12 trước thềm đại hội 13 ít ngày. Cương vị Tổng Bí thư cũng phải thừa nhận rằng trong chế độ Đảng toàn trị, người đứng đầu là vấn đề thực sự được quan tâm, vì đây là cương vị có quyền lực gần như tuyệt đối, mặc dù tập thể lãnh đạo vẫn là nguyên tắc. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng việc duy trì quyền lực hay không chỉ bởi phẩm chất và năng lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào hệ thống chính trị và sự tương quan quyền lực trong bối cảnh không lường trước được. Vấn đề minh vương cũng luôn đặt ra đối với chế độ tập quyền, nhưng một bộ phận không nhỏ quan chức suy thoái đặt ra thách thức to lớn nhất về chuyển giao quyền lực, trong đó có việc lựa chọn kế vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kể từ sau đổi mới năm 1986, Việt Nam cũng luôn đối diện các vấn đề về chính thể này. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người được cho là khởi xướng chính sách cải cách, được bầu tại Đại hội lần thứ 6 năm 1986-1991. Đây là hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Nguyễn Đắc Vinh trong căn nhà dát vàng của ông ở Hồ Tây. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trước đó ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng, được bầu tại Đại hội lần thứ 7. Ông tiếp tục kéo dài một năm của nhiệm kỳ khóa 8 năm 1996 tới đến năm 2001 và sau đó chuyển giao cho Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trước đó ông từng giữ chức chủ nhiệm chính trị Trung tướng Quân đội. Hai khóa tiếp theo 9 và 10, ông Nông Đức Mạnh giữ chức Tổng Bí thư trong 10 năm, từ năm 2001 cho đến năm 2011. Trước đó ông từng làm Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Tiếp đến, như đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng đương kim Tổng Bí thư khóa 13 và trước đó ông cũng đã từng là Chủ tịch Quốc hội 10 năm trong hai khóa 11 và 12. Sau đó nắm giữ cương vị Tổng Bí thư liên tục hai nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2021. Quá trình chuyển giao quyền lực này cho thấy rằng một vị trí trong tứ trụ còn đủ giới hạn tuổi và nhiệm kỳ luôn là ứng viên chắc chắn hơn cho chức Tổng Bí thư. Gần đây có ưu thế rõ rệt là ông Chủ tịch Quốc hội. Đây là vị trí được cho là có thể dễ cân bằng các lợi ích phe cánh, quyền lực và có khả năng nhận được nhiều sự đồng thuận theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Tuy nhiên, khủng hoảng thể chế trong nhiệm kỳ 11 và 12 đã phá vỡ quy ước trên và các trường hợp đặc biệt như là hậu quả nặng nề khó tránh khỏi. Và liệu thông tin rò rỉ về việc nguyên thường trực Ban Bí thư khóa 12 mặc dù được giới thiệu nhưng không nhận được sự đồng thuận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương có thể được xác tín theo logic này và qua sự bộc bạch của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng đại hội bầu thì phải chấp hành. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững và phải có người dìu. Trước mắt là có sự chuẩn bị người kế vị hay sau nhiệm kỳ 13 vẫn là câu hỏi mở cho sự đồn đoán về vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa 15 tới đây liệu có tiền lệ duy nhất khi hội tụ các ngầm định người Bắc có lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo hay không. Và tân Thủ tướng thì sao? Thủ tướng Chính phủ theo một số người có thể không thực sự đáng quan tâm vì đây là vị trí không có thực quyền. Về nguyên tắc, tổ chức Thủ tướng có ảnh hưởng hạn chế khi để ra khung chính sách chung nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách, đặc biệt đang trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Đảng nhận định rằng sự bất ổn thể chế của nhiệm kỳ trước là do một bộ phận không nhỏ quan chức suy thoái và tham nhũng nghiêm trọng. Nguyên Thủ tướng Chính phủ khóa 11 đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu về những sai lầm trong điều hành nền kinh tế đất nước. Nguyên nhân khách quan chính là sự cải cách thể chế chính trị rất chậm chạp để phù hợp với chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là sự tự chuyển hóa, tự diễn biến của quan chức lại được coi là chủ yếu. Bởi vậy, sự cảnh giác thường xuyên của ông Tổng Bí thư đối với bộ phận quan chức điều hành kinh tế có quyền và gần tiền đến mức đã trở thành định kiến. Phần lớn các thủ tướng trong thời kỳ đổi mới từ ông Võ Văn Kiệt đến ông Nguyễn Xuân Phúc từng kinh qua chức phó thủ tướng nhưng nay đã thay đổi bước ngoặt. Theo thông tin rò rỉ cho biết, ông Phạm Minh Chính được phân công giữ chức tân thủ tướng nhiệm kỳ 13 và việc chính thức hóa còn chờ quyết định của Quốc hội khóa 15. Dự kiến nhóm họp vào giữa năm 2021 sau cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, được dự báo là sẽ nắm chức thủ tướng chính phủ. Cũng theo nguồn tin trên, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một trong hai trường hợp đặc biệt mà Bộ Chính trị vẫn đang ở lại tứ trụ làm chủ tịch nước, một cương vị mang tính tượng trưng hơn là thực quyền. Theo tiểu sử cá nhân, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tại Romania, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Việc ông được quy hoạch làm Thủ tướng Chính phủ khóa 13 rất quan trọng đối với Đảng, không chỉ vì tính quyết đoán, năng lực và kinh nghiệm điều hành. Trong đó có đề án đặc khu hành chính kinh tế và dân chủ cơ sở, mà còn là tính biểu tượng của chính phương án quy hoạch của Đảng. Một số nhà quan sát nước ngoài cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nên chăng tiếp tục giữ chức Thủ tướng vì sáng kiến chính phủ kiến tạo và sự năng nổ cá nhân thực thi chính sách thực dụng đã dẫn tới thành công về tăng trưởng kinh tế và chống dịch trong bối cảnh kinh tế của quốc tế đang khủng hoảng
do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dấu ấn cá nhân không những không được đánh giá cao mà còn có thể gây ra hiệu ứng ngược đối với chủ nghĩa tập thể, vốn là nền tảng của chế độ cộng sản. Bất kỳ ai trở thành thủ tướng tiếp theo cũng đều buộc phải tuân theo nguyên tắc này. Bởi vậy, tân chính sách có thể được chờ đợi, nhưng nó là phải sản phẩm của sự lãnh đạo tập thể. Những ồn ào trong chuyển giao quyền lực nói chung và của tứ trụ nói riêng cũng đã tạm thời lắng xuống sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trạng thái cân bằng tương đối cũng dần được xác lập bởi cơ chế đối trọng đặc thù giữa tập thể lãnh đạo và vai trò của ông Tổng Bí thư, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đã quyết định cơ cấu bộ máy quyền lực tập trung hiện nay. Và thử thách lớn nhất là đường hướng và chính sách cải cách sẽ tiếp tục như thế nào để chống tham nhũng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và hạn chế bất công xã hội để duy trì tính chính danh của Đảng và chế độ trong bối cảnh bất định bởi khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn đang gây nên bởi đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 với bản tin Chia ghế sau đại hội 13, thay đổi và thách thức với bộ máy quyền lực mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.